thẳng cho chủ em mắng nó một trận. Em gọi điện không, nó gọi điện cho chủ em không mắng chủ, nhưng mà em bảo nhưng mà đã thế, nhưng mà em xong rồi chủ bảo anh chủ ca nó cho khách bảo rồi, nghe chào khách bảo rồi, nhưng mà nó mất hai người cảnh rồi kia cái hãng nhưng mà dù này cái con gọi là một trận bắt đền. Và cuối cùng là khách hàng này, cuối cùng ông chủ ấy là chuyển khoản đền em. Bây giờ em mới trả lại anh, em để lúc đến tối gọi thì ngày em trả lại, em bảo nếu tiền của anh nữa đấy. Bởi vì em với ông chủ là chơi thân với nhau chủ nhà ấy, em bảo ông chủ nói với em là không có chuyện là ai cọc trước là được đâu, chỉ cái câu nói ví dụ em bảo đặt khách của em vào hôm nay là vào, còn lại cái chuyện là làm trọng thì là không cần biết là làm được với ai. Nên ông chủ ông ngại, ông bảo em là anh em nói như thế là chơi như thế, còn cái mấy cái bà kia bà ấy bảo em là ai đặt cọc trước thì được vào trước. Thế là em bảo luôn, nếu ông chủ ông bảo em bảo đến khi em trả lại chủ, em bảo em nói với anh ấy em không phải là nếu mà tiền của anh không lấy, nếu có tiền người ta sai với em thì em lấy tiền người ta, còn nếu có tiền của anh thì không lấy. Thế ông chủ từ giờ đến giờ không lấy, không muốn gì. Cái bà cái con mà còn nghèo đấy, với lại cái bà mà giải rồi đấy, đúng giờ em đi ra đấy cũng gặp mặt luôn. Điên mà ai đứng phải nào quá nào cứ buồn lắm.